Xin mến chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện tới đây quay cây cầu ở ấp Phước Tiền, xã Thị Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Thì nơi đây cây cầu bằng cây dán nó cũng đã mục rồi. Đây Thiện ghi những hình ảnh mà lúc cây cầu chưa được xây dựng lại đó để gửi đến cho cô Tịnh và các mạnh thường quân xem. Thì cây cầu này là cây cầu thứ hai trong cái đợt ba cây cầu mà cô Tịnh tài trợ về để giúp đỡ địa phương nơi đây. Thì cây cầu này cũng đã mục rồi nên bà con học sinh đi lại cũng rất là khó khăn đó. Thì thấy được cái niềm mong mỏi của bà con cần có cây cầu mới để đi lại đó, thì Thiện cũng cùng với sư đây và các chú các anh đây giúp đỡ bà con nơi đây xây dựng là cây cầu mới, bề ngang 2,5 m, chiều dài 20 m, để có cây cầu được thuận tiện đi qua được lại được dễ dàng hơn. Thì đây là những hình ảnh Thiện quay để gửi đến cho tất cả mọi người xem nha. Đây, cây cầu ở đây thì nhìn qua thì nó thấy nó đã mục rồi, cầu bằng cây dán đó, cái cầu nó nhịp cũng không biết gãy giờ nào. Đây, các em nhỏ hay bà con đi qua đi lại thì rất là khó khăn. Ở đây thì phía bên trong cũng đông dân cư. Thì qua bên đây hỏi thăm bà con ở đây thì xem cái việc đi qua đi lại với cây cầu này nó khó khăn như thế nào. Dạ con chào chú tên gì chú? Dạ tên Bảnh. Dạ chú là người dân địa phương ở đây ấp Phước Tiền hả chú? Dạ ở Phước Tiền ấp hai giáp ranh nhau. Dạ thì cho con hỏi cái khu vực này bà con ở đông không chú? Dạ cũng đông nhưng dạ. Mà cũng cái đường đi nó cũng hơi khó khăn vậy đó. Dạ. Như con em nó đi học cũng hơi khó. Dạ. Rồi mỗi lần đi quay lại cây cầu này nó đã yếu rồi thì trời mưa rồi chắc cũng trơn trượt hả chú? Dạ, trơn trượt. Để mấy nhỏ đồ nó đi học á cũng dạ. Té thường xuyên hoài à. Té xuống đây luôn hả? Dạ, té xuống sông đó. Dạ. Dạ. Vớt nó mấy đứa rồi đó. Dạ. Rồi nếu mà lỡ không hay thì có cái sự cố đáng tiếc xảy ra thì mất mát rất là lớn. Dạ. Rồi ở đây về phía bà con ở đây thì chú có cái niềm mong mỏi như thế nào khi cây cầu mình nó đã xuống cấp như vậy chứ? Dạ, ở đây thì bà con anh em ở đây thì cũng nghèo. Dạ. Nhưng mà cũng mong muốn làm sao cho được cái cầu để cho con em là đi qua lại học rồi được là vững vàng chút. Dạ. Dạ, cũng khổ lắm, ở đây cũng nghèo không mà anh em. Dạ. Gia đình cũng khó khăn lắm. Ở đây chủ yếu bà con sinh sống bằng nghề nông hả chú? Dạ, bằng nghề nông. Làm ruộng. Dạ, làm ruộng. Dạ. Thì hôm nay con xuống đây cũng ghi hình ảnh để cùng với các mạnh thường quân và bà con cô bác ở đây giúp đỡ cho khu vực nơi này bà con cô bác có được cây cầu mới đi qua đi lại dễ dàng hơn. Yeah. Dạ, con chúc chú với tất cả bà con nơi đây được nhiều sức khỏe nghe. Yeah, được nhiều vậy, được vậy lần này cũng rất cảm ơn. Dạ. 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 Dạ con chào cô. Cô tên gì cô? Chào cháu. Tôi tên Kim Hai. Dạ. Cô cũng là người dân địa phương đây hả? Tôi cũng là người dân địa phương ở nơi đây. Dạ. Ở đây cô có làm nghề gì không hay là có đi mua bán sản xuất gì không? Tôi làm nghề nông. Dạ.
Chắc cũng đi qua đi lại cái cầu này thường ha. Đúng rồi, đi qua đi lại thì tôi cũng vừa qua thì tôi cũng nhận được là tin của sư và anh em ở cái phái đoàn mà xuống đây được khảo sát đó. Dạ. Thì tôi cũng có vài điều để xin của mạnh thường, các mạnh thường quân được hỗ trợ được cây cầu cho con em đi học trên đường nông thôn này gặp nhiều khó khăn khi mưa bão là được không được an toàn cho lắm. Thì nếu mạnh thường quân có lòng hảo tâm thì cho con em tôi cũng mong muốn được cái cây cầu này, đó là cái niềm vui của tôi rất lớn. Ở đây hôm nay xuống đây khảo sát cây cầu với Thiện với tất cả bà con ở đây cũng có anh Bảo, chủ tịch xã Thị Liễu. Dạ em chào anh. Thì về góc độ địa phương ở đây á, thì anh cho biết cái điều kiện nơi đây cũng như cái tình hình bà con sinh sống ở đây á, đang ở trong cái giai đoạn đi qua lại cây cầu này cũng gặp nhiều khó khăn á, thì anh cho biết thêm thông tin anh nó như thế nào. Báo cáo danh Thiện với anh em, đối với khu vực này thì có hai cái ấp liên ấp với nhau, ấp Phước Tiền và ấp Phước Hiệp thuộc xã Thị Liễu. Trên cái tiếng này thì có khoảng là 25 hộ đang sinh sống. Nhìn chung là 25 hộ này cái ngành nghề chủ yếu là sản xuất về nông nghiệp. Điều kiện mà con hiện tại thật sự cũng là đang gặp khó khăn. Về góc độ địa phương thì nói chung cũng rất là quan tâm, mấy năm nay thì cũng rất quan tâm là đầu tư các cái tuyến đường làm cầu cho bà con trên địa bàn. Tuy nhiên do cái điều kiện là cái địa hình của xã kinh gạch rất là nhiều, đường xá xa xôi thì của bà con mình nó tập trung là ở nông thôn mình nhiều. Cho nên cái điều kiện của địa phương thì đầu tư thì nói chung là ngân sách thì cũng hạn chế. Cho nên cũng đáp ứng hết cái nhu cầu mong muốn của bà con. Thì cái góc độ địa phương thì cũng có hàng năm thì cũng có cái kế hoạch, cái lộ trình để đầu tư xây dựng đường cầu cho bà con mình. Tuy nhiên thì về cái ngân sách thì nó cũng còn cái hạn chế. Nên thì đối với bà con mình thì hiện nay cũng còn nhiều cái cầu. Cái cầu nông thôn thì nó rất nhiều xuống cấp, đặc biệt là cây cầu liên ấp này hiện nay thì đang sử dụng tạm bằng cây gián mà nó cũng đã xuống cấp nhiều lắm rồi. Cho nên cũng rất mong là các mạnh thường quân và anh em có lòng hảo tâm giúp đỡ địa phương bắt lại cây cầu này cho bà con mình đi lại dễ dàng, đặc biệt là các em học sinh hiện nay là đi học rất là vất vả, trong đó là cái mùa mưa, đặc biệt là cái mùa mưa. Thì thời gian qua thì có một số em đi học thì cũng gặp khó, rồi có khi là bị ngã, bị ngã mà ngã dưới kinh. Thì cái này thì cũng rất mong là các anh em rồi cũng như là các nhà hảo tâm giúp đỡ địa phương. Hỗ trợ cho cái cầu này. Thay mặt cho chính quyền địa phương thì rất cảm ơn. Em cũng chúc anh được nhiều sức khỏe, rồi thời gian tới thì ở đây em cùng với sư kết hợp với bà con ở đây rồi cộng với sự quan tâm giúp đỡ hỗ trợ của phía chính quyền địa phương để giúp cây cầu đây hoàn thành cái thời gian sớm, có thể là trước Tết. Ở đây hôm nay tới đây khảo sát cây cầu đây cũng có sư Minh, sư chủ trì chùa Thị Liễu, thì đã trực tiếp xây dựng cây cầu kênh Bần Bé. Thì đây là cây cầu số 2 mà cũng nhờ sư đứng ra để giúp đỡ bà con ở đây các cây cầu mới. Dạ con chào sư. Thì hôm nay lại tới đây quay khảo sát cây cầu nơi đây á, thì cho con hỏi là cái cầu mình dự kiến làm với diện tích là bao nhiêu và kinh phí để xây dựng hoàn thành cây cầu nó vào khoảng bao nhiêu hả sư? Thì nói chung á thì ở đây thì cái vùng của xã Thị Liễu rồi nó có nhiều ấp, nhưng mà cái này liên ấp với ấp Hiệp An với Phước Tiền, hai ấp này nó liền với nhau. Rồi cũng bà con ở nơi đây thì rất là mong muốn cái cầu, nhưng được anh Lý Thiện cũng nhờ anh Lý Thiện cũng đi khảo sát và vận động mạnh thường quân
để xây dựng cái cầu này. Thì cây cầu này bữa nay sư cũng xuống đây khảo sát, thì đo cái cầu này thì nó bề nó dài đó thì nó 20 mét, nhưng mà mình tính theo cái địa phương đó, thì sư làm nó tính mét vuông thì nó 2 triệu. Như vậy là cầu làm 2,5 mét, như vậy là anh tính ra cái cầu này khoảng 100 triệu hoặc là 105 triệu cái tiền chi phí. Thì nếu đúng thì khoảng 100 triệu là sư tính là cho bà con đi lại thôi. Còn ở đây thì nói chung bà con người ta mong muốn như vậy, nhờ được cái sự mà đồng tình tiếp với sư là cái ngày công lao động thì cái cầu nó mới có cái số tiền nó hay như vậy. Nếu mà tính theo cái giá tiền mà theo người ta tính đó, từ 3 triệu hoặc là 3,5 triệu người ta mới làm được. Còn ngoài sư ra cái này là tính là cho đủ vật tư với chuyên chở đồ đạc đem xuống làm ở đây vận động ngày công lao động của bà con địa phương. Rồi bây giờ sư cũng mong muốn là mạnh thường quân là hỗ trợ. Rồi nãy đây có một cây, trong này cũng có một cây nữa liền ấp, như là nó giáp ra tới cái đường Thới An qua Thới Quảng luôn, cái đường sông này. Đó, thì cũng mong mạnh thường quân hỗ trợ cho anh Lý Thiện, để anh Lý Thiện là cũng vận động mạnh thường quân. Rồi cũng không có gì hơn, cũng xin là thứ nhất là hỗ trợ xây dựng cây cầu này, cũng xin là phước báo là hồi hướng đến các bậc ân nhân của quyền thách tổ nội ngoại hai bên, bảy đời đã quá giảng, xin hưởng được phước báo mà mạnh thường quân làm cái cầu ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Thì con cũng cảm ơn sư đã đứng ra nhận trách nhiệm làm cái cầu này. Thì ngoài sư ra thì với cái số tiền này á, con chắc chắn một điều đó là nó sẽ không có đủ để cho mình hoàn thành cây cầu. Nhưng mà nhờ sư đây đứng ra làm rồi vận động bà con phụ tiếp cái phần công sức á, thì cũng thông báo với sư thì mỗi cây cầu như vậy là mình nhận được sự tài trợ là $6,000. Thì cây cầu mình nó khoảng cỡ tầm 100 tới 105 triệu, thì cái 5 triệu đó là có phần bà con anh em đây vận chuyển đồ đạc tất cả các thứ đó, thì cũng phải có tốn cái phần chi phí đó nữa. Cho nên cái phần cây cầu này cô Tịnh hôm trước cũng có vận động mạnh thường quân gửi về thì cũng hơn cái số tiền đó, thì ở đây Thiện sẽ làm đủ cái số tiền cây cầu này, còn dư bao nhiêu thì qua Tết sẽ chuyển qua cây cầu kế bên giúp thêm một cây cầu nữa, rồi còn thiếu đủ bao nhiêu đó thì mình kêu gọi bà con giúp đỡ thêm đó. Thì cũng cảm ơn sư rất là nhiều đã hôm nay tới đây để cùng với con bà con ở đây khảo sát cây cầu này.